Là một trong những thiết kế mới dựa trên nền tảng bộ sưu tập huyền thoại, phiên bản đồng hồ Cartier Santos đi Cartier WSS A0030 đã tái hiện phần nào tinh hoa nghệ thuật chế tác đồng hồ đương đại, đồng thời làm nổi bật phong cách thị hiếu khách hàng xuất hiện trong bộ vỏ khung làm từ vàng khối, chất liệu quý sang trọng nhất trong giới đồng hồ. Cartier Santos đi Cartier WSS A0030 vẫn giữ nguyên thiết kế vành bezel cố định với vỏ qua 8 đinh vít và dáng hình vuông bo tròn bốn góc truyền thống. Điểm mới lạ của mẫu đồng hồ này là phần dây đeo tay được cải tiến với chất liệu vàng khối. Người dùng hoàn toàn có thể đổi dây đeo theo phong cách mong muốn nhờ hệ thống Switch Switch ẩn bên dưới dây đeo và kích hoạt chỉ bằng một cái chạm. Thêm vào đó là công nghệ tự chỉnh Smart Link với thao tác chạm vào nút nằm trên mô nối, khóa cài được mở ra. Người dùng hoàn toàn có thể nới lỏng hoặc rút ngắn mắt dây được đính kèm với đinh ốc. Không chỉ đổi mới phần dây đeo, mặt số đồng hồ cũng được chú trọng, nổi bật và tinh tế, phong cách trẻ trung và hiện đại. Trên nền mặt số là hệ thống cọc chỉ giờ là các chữ số La Mã màu đen ấn tượng, được theo dõi qua bộ kim trung tâm màu xanh lộng lẫy, được ôm trọn trong bộ khung kháng nước hiệu quả ở độ sâu 30m. Bộ máy tự động Calibre 1847MC với bộ thoát tân tiến cùng cái tấm chắn có khả năng chống lại từ trường mạnh mẽ từ bên ngoài, đáp ứng khả năng vận hành ổn định của đồng hồ trong vòng 42 giờ. Mặt số có kích thước 35,1mm, đây là một kích thước lý tưởng phù hợp với các cổ tay của quý ông và cũng như quý cô thượng lưu. Y là luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.